Tối nay trời mưa quá các bạn ơi, thì bữa nay thì hai anh em mình tiếp tục chiến đấu giữa cơn mưa ngay căn biệt thự của mình các bạn. Hôm nay thì anh em mình có món độc lạ luôn, đây là cái món chim cò nha, đây cò với cu với chim chà chà nha các bạn. Chim có ăn chuột các bạn ơi, có ăn chuột ha, bữa nay là kêu mà quá trời rồi. Có con cu đắt các bạn, cu đắt bự không, đó hay con đắt mập ú à. Thì bây giờ tối hôm nay thì anh em mình sẽ ướp với vậy là nướng mắt khén các bạn, còn nướng mắt khén nha. Trong đây nó gồm có củ tỏi nè, ớt nè, mắt khén nè, ớt với lại dầu ăn các bạn. Rồi giờ anh Hiếu ướp cái gia vị vô cái con chim này nha. Trời mưa này ăn chim là bá đạo luôn các bạn ơi. Chim cái này là chim tại 2-3 loại mà chim cu cò chuột quá hấp dẫn ha. Quá hấp dẫn ha. Cái ướp nó đã thơm rồi đó, cái hàng ba khé này phải nói là nó thơm, quá thơm, gia vị của Tây Bắc nha các bạn. Mắt khén này ở khu vực miền Nam mình không có đâu, ở ngoài Tây Bắc không có. Rồi anh em ướp cái này mình để khoảng 15 phút đi, rồi xong bắt đầu mình cho lên bếp nướng nha các bạn. Nãy giờ anh em mình ướp được 15 phút rồi các bạn. Bây giờ cái bếp than mình nó cũng có than rồi nha, chuẩn bị mình đưa lên bếp nha các bạn. Đúng ra cái mấy cái món này chiều này mấy anh em mình chuẩn bị tính đi dã ngoại bạn ơi. Dã ngoại ở ngoài rừng Mỹ Hảo vậy á, nhưng mà do trời mưa quá anh em cũng quay lại căn biệt thự mình quá mưa. Mưa quá bạn ơi. Mấy anh chim này nước mắt khét nó thơm lắm bạn ơi, quá thơm luôn á. Để anh Thái đây các bạn ơi. Mưa quá anh mà mưa. Quá mưa. Nay căn biệt thự mình che mấy tấm bạc các bạn ơi. Mưa quá mưa. Tấm bạc. Rồi còn mình với chim mình giờ nó khô các bạn. Đó nếu đỡ lại cái bắt đầu mình thấm với gia vị nữa, xong cái mình hạ cái bếp này, hạ cái dĩa này xuống cho nó hấp xíu nữa cho chim mình mau chín nha các bạn. Khô rồi, khô rồi mình hạ xuống là ok. Quá hấp dẫn anh các bạn. Mấy bữa nay chiều nào cũng mưa hết bạn ơi, quá mưa. Anh em mình cũng muốn tổ chức những cuộc dã ngoại để chia sẻ với các bạn cái những cái cảnh thiên nhiên á, quá hay luôn, nhưng mà mưa quá. Hãy biết luôn anh Hiếu. Luôn. Đó. Vậy các bạn thấy cái bếp này bá đạo không? Muốn cao cao, muốn thấp thấp rồi. Muốn cho nhiều cho hả? Nhiều cho. Quá ướt nha. Quá thơm. Quá thối. Thối quá các bạn ơi. Anh làm thêm tí xíu thành chim không khói luôn anh Hiếu. Chim không khói hả? Chim không khói, nóng. Trâu đun khói rồi tới chim đun khói. Anh em nãy nướng rồi hơn nửa tiếng hồ bạn ơi. Giờ cái con này chim săn muốn vàng rồi nè, giờ anh Hiếu anh tở lại nha. Quá thơm à. Bạn thấy nhung cu con vàng đã không? Chú chuột đi chợ đường xa chết rồi còn gán nắm như vậy đó. Quá hấp dẫn. Dạ. Phải nói tầng mưa mà có cái món này là thôi là bá cháy. Quá vàng luôn. Rồi vô nhập tiệc đi. Mấy con này ở chim cu bển nhỏ nhỏ kìa, mấy con nào chín làm tưới đi. Còn mấy con bự để lại để cho nóng mình ăn. Làm trước cu bự làm sao? Ăn vậy mới ngon chứ mình gấp ra hết thì nó nguội nó không ngon. Để hai con cò là thôi với con chuột nóng mà. Rồi đây các bạn, cái mấy con chim này mà nướng nè, quá hấp dẫn nha, quá vàng luôn nha. Đây là em cu đất với lại mấy con cu nhỏ nhỏ là cu Thái nha bạn. Đây chim chà chài, mấy con chim này chín hết rồi, cái mỏ chim chà chài nha, quá vàng rồi. Hôm nay anh em mình nhập tiệc cái này là chén muối ớt mắc khén nha các bạn, nước mắc khén rồi chấm mắc khén luôn, thay gần ha. Uống với mình đấy, nay là món làm trước miếng. Ngon quá chịu hết nổi à. Nướng quá thơm mà, quá thơm mà. Không bỏ sót gì hết. Sướng không? Này vụ xa xăm các bạn, quá đã, tạm đặt luôn. Đúng không? Vô. Rồi chào các bạn nha. Các bạn. Mời các bạn dùng với mình luôn nha. Nay nhậu chim cò nướng, chim cu cò chuột luôn, 3-4 thứ luôn chỗ luôn. Quá đã. Sướng quá. Đã quá bạn ơi. Nói chứ từ đầu làm đến bây giờ cái tội mấy anh mà quay camera ha. Ngồi nhìn nước miếng chảy thôi. Quá trời. Mưa mà nhậu mấy món này hết ý rồi. Chát luôn. Đã nói ăn với cậu gầm không? Con nào chín thì đưa lên mâm tước, con nào chưa chín thì đưa mâm sau. Rồi ly rượu này mình mời tất cả các bạn trên kênh lên nha. Trong thời gian vừa qua thì cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh của anh em mình nha. Bây giờ hôm nay anh em mình từ mưa quá làm cái mấy con chim với lại mấy con cu nướng các bạn. Rồi mời các bạn dùng chung anh em mình luôn nha. Rồi vô bạn ơi. Để mì các bạn, để bổ sung thêm. Quá đã. Quá sướng. Cu mà nướng mắc khén, cò nó mắc khén, thứ gì chưa nổi ha. Làm cái đầu tới đi. Phải quết ớt thì giữ vô. Quá đã. Rồi, vô các bạn. Vô mời các bạn luôn nha. Quá. Ngon rồi. Mắc khén khờ mình thấy. Quá thơm luôn ạ. Thơm cay cay. Ngon quá, rất ngọt. Phải nói cái vị mắc khén nó thơm quá thơm ha. Đúng rồi, không có gì bằng. Mình mời các bạn, mình bổ sung thêm ý là nói là chị làm gì đói phải không? Bạn nha, mình ăn bánh mì với chim nướng hả? Có đậu gì nữa, còn nữa. Vậy mưa quá anh em không có hái rau đâu bạn ơi. Này rau trong nhà mình còn mít cải với hành lá. Có gì mình dùng đó. Quá ngon à. Nếu mà mắc khén này ăn với hành lá là đúng bài luôn. Nướng với hành lá. Ngọt trong. Là miếng cu phải không? Chuối luôn ạ. Chuối chát nè, chuối nướng nè, cu nướng nè, cò nướng nè, chuột nướng nè, chim nướng nè, đủ thứ nướng. Đó, gì cũng nướng được hết. Ngon quá. Quá hấp dẫn. Anh thấy chuối ngàn chín không hiểu? Thấy trái luôn phải không? Trái không? Mới bỏ vô là chín. Chưa. Mới bỏ vô. Má ăn luôn. Món này món độc lạ bạn ơi, chuối gì? Chuối mà chuối sống nướng luôn. Chín trên heo. Sắp chín rồi. Đó, các bạn thấy cò nè. Cò chín rồi đó. Cò này quá vàng rồi, nó vàng lơm luôn mà. Đó, chuột nó nè, thấy không? Quá hấp dẫn. Quá vàng. Thấy đâu. Em tên sai hung thủ mà đó, giòn quá, hấp dẫn quá. Mấy trước giờ qua mấy con này, trước giờ luôn này vàng gẫm luôn. Trong ngoài đồ cũng vàng rồi các bạn ơi, coi nè các bạn ơi, coi đã nè, đang chụp tôi luôn. Nãy mấy anh cu mình ăn hết rồi bạn ơi, còn hai con cò với con chuột nha. Chuột nữa các bạn, vàng gì nè, hai bên nữa không? Đâu cái ngọc đâu. Nè Ngọc Dương nè, đây cái ngọc các bạn. Đó. Rồi để Ngọc Dương cho anh thấy nha. Hai cái anh thấy dùng cái lý ta. Hai cái lần á này hả? Làm đi còn chơi nữa, trả bài thuộc dùm chút. Trả không thuộc rồi không cho đi nữa. Hai cái Ngọc Dương chuột ơi các bạn, các bạn bự lắm mà nướng móng teo lại nè, hai cái á. Cái này đâu có làm liêu qua làm miếng mới được. Rồi mời các bạn ơi uống với mình nha. Tại hai cái này là hiếp lắm các bạn, bự lắm mà nướng teo lại nè. Chà quá đã. Nãy giờ cũng bác ăn xào ấy rồi nhiều mà nướng rồi mà bác ăn các bạn. Vô anh ơi. Rồi mời các bạn nha. Bạn quá các bạn ơi. Trời ơi. Quýnh các bạn ơi. Quýnh tắm nha. Này quánh sao? Quánh nhẹo muối ớt vô. Đó. Này các bạn. Quá đã. Béo. Ăn nữa bạn. Quá béo luôn. Quá ngon à. Quá hấp dẫn anh ha. Quá ngon. Bánh mì để. Bây giờ tại mưa, bây giờ mình nướng được cái gì mình nướng nha các bạn. Nướng cái nướng tắt tần tật hả? Bạn luôn. Cái gì nướng được nướng. Than không biết còn ăn được không bạn ơi. Than quá cháy à. Than đó ao luôn rồi. Đó tới chuối. Chuối mà bốc khói. Trời đất ơi. Vậy sao ăn anh đéo? thử coi nó cái này nó cháy vỏ quà nè, bên tao cũng chưa cháy. Đây, bá đạo món chuối nướng này. Tại cháy quá sợ cháy luôn chứ. Cái này là cái chuối này nó mới trảo các bạn. Nướng chuối dữ chưa? Bữa nay chuối già luôn, già. Này chứ tới chuối này nhìn hết muốn ăn anh thấy không? Đây gì đâu mà lửa bốc khói lên bên trong cháy vỏ không à. Phải không? Để cho nó nguội xong rồi giờ nó móc bấm một luôn. Bây giờ tiếp tục là món cò nha. Món thứ hai, món chuột cò. Dạ ăn hết con chuột rồi ăn gì nữa? Giờ ăn hai cái Ngọc Dương là thấy đủ giống à. Cái con chuột có hai cái đó anh ăn hết rồi là ai ăn nữa. Rồi rút gươm luôn các bạn ơi. Tụi con ngồi ba cái ấy chưa? Quá đã luôn. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Còn các bạn đã rồi nè. Còn này còn ma nha các bạn. Rồi các bạn. Quá vàng quá khô. Lông các bạn. Giòn luôn. Rồi. Còn mời các bạn đi rượu nha. Quá bá đạo rồi. Cộng với viên chăn giống cái cần cổ với cái đầu đi. Ôi để thịt cho mình. Cộng quay là cho ăn cái đầu nè. Đây. Đây cho camera nha bạn, cái này của camera nha không? Vậy rồi trương cái đầu đó. Đó, chấm luôn. Mình ngồi không mình ăn thịt. Tại vì bây giờ mình dư mỡ quá mình ăn cần cổ đi. Vô. Mời các bạn cái cần cổ luôn nha. Mình ngồi không mình nhậu mình ngồi. Quá giòn không bạn? Nướng nó giòn quá. Quá giòn. Rồi giờ tới cò luôn các bạn ơi. Tới cò các bạn. Cái cò thịt ngọt thì anh Hiếu quá ngọt luôn á. Thịt ngọt lắm. Mời các bạn luôn nha, làm mình uống cốc này làm miếng cò kìa. Mình nói cho em ăn tới cái mỏ này làm ngân nghe, không ăn nữa nha. Quá mà. Đã đã. À hấp dẫn dữ nha. Quá đã các bạn ơi. Chỉ sang con rau vô mới được. Quá đã. Quá đã, quá ngon. Ngon quá. Quá hả? Này ta kêu bằng mồ hôi nhảy nhảy như mưa ruộng cài nè. Mỡ chảy luôn kìa. Quá hả? Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nướng thử mà tò nướng mặt khén không? Ngon lắm. Ngon quá. Quá ngon. Quá đã. Cái này cái phần của camera nha các bạn. Cổ cò. Chấm nè. Camera là ăn cổ cò mà. Mình ngồi thì ăn đùi chứ ăn thịt luôn. Rồi. Vô bạn. Nóng nóng người đã. Bỏ miếng hơi luôn. À, gì nóng nóng ăn đã. Ở ngoài quá trời mưa mà tông đậu đồ nóng nữa không tờ. Ngon. Rồi cũng bị dòng lắm nữa. Quá giòn. Giòn bạn. Giòn còn. Mì mà nướng giòn nữa các bạn. Tầm mưa nữa tờ không có giòn. Không có gì tả nổi cái món nướng này. Đảo à. Quá ngon bạn. Chuột anh Hiếu, xé chuột bơ. Chia đàng hoàng nghe để hồi quýnh lộn không chịu quá. À. Cho camera các bạn ơi. Chia đi. Đúng rồi cho mình cái đùi. Đang cái cổ lên cái đùi các bạn. Nói rằng hai chân trái giờ ảnh giết cái đầu. Để có lý rồi. Còn em mà quất nửa con chuột. Dứt cái cho đã các bạn ơi. Rồi vô. Vô. Nửa con thôi các bạn. Có nửa con không? Quá sướng. Quá đã. Thành luôn các bạn ơi. Ăn ngày tối về mệt luôn. Sao anh thấy anh buồn với anh Hiếu? Có, đừng có đậu nói gì nữa. Luôn rồi, văng luôn rồi. Giờ lấy đầu các bạn. Rồi vô. Thôi mình thử tức cái đùi nha các bạn. Thấy là cái đầu muốn làm gì làm đi, thử tức cái đùi. Quá ngon à. Dứt hai chân giá rồi dứt cái đầu. Rồi mời các bạn nghe cái đùi chuột nha. Vậy làm cái đầu cái đuôi cái đầu các bạn. Quá ngon mẹ. Cuối cái đầu lên cho thêm cái đuôi nữa là nguyên con luôn nè. Nè cái đuôi nữa là nguyên con luôn nha. Trứng giá về đuôi với đầu là nguyên con luôn nè. Quá ngon. À. Cái đầu với cái đuôi là nguyên con rồi. Cái đuôi nè. Quá sướng à. Chuối nổi tiếng luôn. Chuối các bạn. Chú mình lộn ra đông không cháy ha, không cháy, cháy dở không, cháy dở hoài hay mà ngon quá ngon rồi. Bây giờ lộn hơi khó các bạn, nó khó lộn miếng, không được nguyên vẹn nó chuối nha, nó hay là lằn chặn miếng. Để các bạn để ra ha, to ơi, đã quá, làm miếng các bạn, chấm miếng rồi. Ngon không mùi bùi các bạn. Thơm mà bùi bùi ngon lắm. Chú già nướng ngon. Quá ngon ha. Để chuối đây, chuối đây. Ngon quá, ngon quá. Thấy anh Hiếu ngon nè, cái này mới ngon nè. Đây là lột kỹ thuật. Kỹ thuật lột. Cái này trái ít nè, cái này trái nhiều quá. Bọc khối luôn mà. Quá ngon ha. Đã quá. Thôi này chắc phải nhường cho camera đi các bạn. Chấm muối đi. Này nhường cho camera đi. Tôi nghiệp camera quá hồi nãy quay không rồi, cận cảnh đó chuối nha các bạn, chuối nướng nha. Ồ, quá hấp dẫn này. Chấm muối luôn. Rồi mời các bạn chuối nướng chung với anh em mình luôn nha. Chim quá từng mẹ, còn con cò đó nè. Vô. Ngon. quá ngon cái món này các bạn ơi, phải nói là cái món này quá ngon, quá sức ngon luôn rồi, quá đã. Nói chung là chim rừng mình nướng mà chim bây giờ anh em mình tạm biệt các bạn nha, hẹn lại lần sau các bạn. Rồi chào các bạn luôn. Các bạn thấy clip mình hay thì đăng ký ủng hộ anh em mình nha các bạn. Rồi chào các bạn luôn nha.